Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài luyện tập trung ở cái trang 52 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em ở bài số 9, đó chính là biến đổi đơn giản và rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc 2. Thì trong cái bài này á, nó gồm có 4 phần. Nói chung là những cái phần này nó cũng khá là quan trọng. Ở phần 1, phần 2 thì nó dễ, nhưng mà cái phần 3 trục căn thức ở mẫu cũng như là phần rút gọn biểu thức chứa căn á thì nó hơi khó hiểu. Ở thầy nói trước, ở phần 3, phần 4 hơi khó hiểu. Còn phần 1, phần 2 thì dễ hiểu. Và phần 1, phần 2 thầy sẽ quay trong cùng một clip em nha. Em nhớ là nếu mà đưa vào trong thì chúng ta sẽ bình phương cái thằng đã lên. Còn nếu mà đưa ra bên ngoài thì chúng ta cho dấu giá trị đối là ok, chỉ nhiêu đó thôi nha. Thì ở đây người ta hỏi ở đây: không sử dụng máy tính cầm tay có thể so sánh được hai số này hay không? Được. Nếu mà ở đây A 3 căn 2 của 2 thì chúng ta đưa số 3 này vào ở trong này cho thầy. Đưa số 3 vô thì khi đó sau khi, nghĩa là phải học xong cái bài này nhá, học xong bài này người ta đi cắt rồi thì khi đó đưa vào thì người ta sẽ bình phương cho thầy cái số 3 này lên. Cái nào cái số 3 này người ta đưa vào thì người ta sẽ bình phương số 3 này lên, chúng ta nhân 2 ở đây sẽ bằng, ở đây là căn bậc 2, 3 bình phương là bằng 9 nhân 2 thì sẽ bằng là bao nhiêu? Căn 2 của 18. Rồi ở đây là số B, ở đây số B này chúng ta sẽ đưa số 2 này vào, cứ đưa vào thì chúng ta sẽ bình phương lên. Như vậy ở đây thì 2 căn 2 của 3 đúng không, thì sẽ bằng là căn bậc 2, ở đây là 2 bình phương nhân cho 3. Đó, 2 bình phương thì bằng mấy? 4 nhân 3 thì bằng căn 2 của 12. Rồi từ đây thì quá dễ rồi, vì bây giờ người ta so sánh 12 với lại 18, 12 sẽ nhỏ hơn 18, hay là gì, căn bậc 2 của 12 sẽ nhỏ hơn căn bậc 2 của 18. Vậy mà căn bậc 2 của 12 đó chính là B, căn 2 của 18 đó chính là A. Như vậy thì B này sẽ nhỏ hơn A. Xong, rất là đơn giản là vậy thôi. Hay nói cách khác là A sẽ lớn hơn B. Nghĩa là chúng ta phải học xong bài này chúng ta sẽ làm được như vậy nha. Rồi ok, chúng ta sẽ đi sang ở phần 1. Đó chính là đây. Cái phần này chúng ta muốn ghi chép thì chúng ta dừng lại như vậy nha. Phần 1 này, đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Nhớ, đưa thừa số ra ngoài dấu căn thì chúng ta chỉ cho giá trị tuyệt đối thằng đó. Nhưng mà thằng đó để muốn đưa ra ngoài thì phải có bình phương. Hiểu chưa? Ta sang hoạt động 1 này, tính và so sánh. Thằng này thầy tính này, thì thằng này chúng ta biết rồi, làm rồi, biết rồi đúng không? Âm 3 bình phương thì bằng 9 nhân lên cho 25. Thì chúng ta tách ra trở thành căn 2 của 9 nhân căn 2 của 25. Thì thằng này sẽ bằng là mấy? Bằng 3 nhân cho mấy? 5 thì bằng 15 này. Thằng này sẽ bằng là gì? Giá trị đốt của 3 là bằng, kênh thấy không? Ở đây âm 3 bình phương, thấy chưa? Ở đây bình phương này, bình phương với căn, ta đưa thằng này ra bên ngoài thì nó sẽ được là thằng này này. Đó, nói cho nó nhanh, dễ hiểu không? Như vậy âm 3 giá trị đốt thì bằng 3, căn 2 của 25 thì bằng 5, thì thằng này cũng bằng 15. Chứng tỏ hai thằng này sẽ bằng với nhau, hai thằng này bằng nhau. Vậy thôi, được chưa? Đó, dễ lắm em. Thầy nói phần 1, phần 2 là cực kỳ dễ nha. Còn phần 3 trục căn thức ở mẫu thì hơi khó một chút. Ở phần đó chúng ta phải thuộc các cái hàng đẳng thức để chúng ta nhân liên hợp là ok thôi. Nó khó thì cũng không khó, tại vì có thầy dạy mà khó gì, chúng ta cũng hiểu hết đấy. Chúng ta cũng có thể tham khảo ở cái bộ sách Trăng Trời và Kết Nối, đặc biệt ở bộ Trăng Trời người ta viết cũng rất là hay ở phần trục căn thức ở mẫu nha. Rồi chúng ta sẽ có công thức này đây em. Nếu A là một số và B là một số không âm thì chúng ta nhớ này, kem thấy không? Cái số này mà để đưa ra bên ngoài được á, cái số này muốn đưa ra ngoài được, chúng ta phải làm sao nó phải có bình phương ở đây này. Nó có bình phương thì ta đưa ra bên ngoài thì chúng ta phải cho nó vào giá trị tuyệt đối nha. Đó, phải nhớ dùm công thức như vậy. Thức này rất quan trọng, học dùm nha. Chứ công thức mà không học thì thôi thua. Chú ý phép biến đổi trên gọi là phép đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Rồi ta ghi chú ý này vô. Đây xem ví dụ 1 này. Viết nhân tử số của biểu thức rồi đưa ra ngoài thì thằng này này, căn 2 của 45 thì chắc chắn ta nhẩm là bằng mấy? Bằng 9 nhân 5. 9 thì ta đưa trở thành là 3 bình phương nhân ở đây cho mấy? Nhân cho 5. Sau đó chúng ta đưa 3 bình phương này ra bên ngoài thì ra được giá trị đốt của 3 căn 2 của 5. Mà giá trị đốt của 3 thì bằng 3 căn 2 của 5. Tại vì số 3 rồi thì người ta kém thấy bỏ qua một bước không? Thấy không? Rồi, còn thằng này, người ta phân tích này.
chín bình phương này, không nên người ta sẽ đưa cái chín bình phương này ra bên ngoài, nó là số nên người ta không cần phải phải bỏ trong giá trị đối. Nhưng mà nó về biến, ví dụ biến a hay biến x hay là biến b gì đó, người ta bắt buộc phải bỏ trong giá trị đối, người ta xét điều kiện của nó, được chưa? Điều kiện này a lớn bằng không để cho thằng này nó xác định này, tại vì nó nằm ở trong căn nên người ta mới cho điều kiện này, chứ không phải người ta cho thừa đâu nha, cho có lý do trong đó đấy. Ta sẽ đi xem phần luyện tập 1 này. Đưa thử số ra ngoài vô căn. Ồ cái này dễ quá ha các em ha. 12 thì có phải là bằng 4 nhân 3. 4 này chúng ta đưa về 2 bình phương nhân 3. Thì đưa thằng 2 này ra bên ngoài thì nó còn là 2 căn 2 của 3. Đúng chưa? Tiếp tục. Ở đây 3. 27 thì bằng 9 nhân 3. Bằng tiếp 3 để đó. 9 thì chúng ta sẽ đưa về 3 bình phương nhân 3. Đúng không? 3 bình phương đưa ra bên ngoài trở thành là 3 nhân 3 căn 2 của 3, trở thành là 9 căn 2 của 3. Xong. Cái này có thể sử dụng máy tính và túi để kiểm tra, nhưng mà nó dễ quá thì thôi. 5 nhân căn 2 48, 48 thì bằng 16 nhân mấy nhân 3. Thấy rõ chưa? Giờ điều làm bài bản cái này cho thầy nói làm tắt một cái thằng 16 này thì có phải là bằng 4 bình phương nhân 3. Thì 4 đưa ra bên ngoài thì bằng 20 căn 3 này, nhanh như vậy. Được không? Này, dễ lắm. Ok, rồi. Ví dụ 2. Cái phần chú ý này. Khi tính toán với những căn thức bậc 2 mà biểu thức dưới dấu căn có mẫu, ta thường khử mẫu của biểu thức là tức là biến đổi căn thức trở thành gì đó, gọi là khử mẫu của biểu thức như căn đó. Thầy cái phần này đáng lẽ phải đưa vào phần trục căn thức ở mẫu ở phần 3. Sao phần đây người ta học rồi thì thầy cũng sẽ dạy luôn cho các em nha. Khử mẫu thằng này. Khử mẫu thằng này thì các em thấy ở đây số 7 không? Cái này chủ yếu để ý mẫu nè. Ở đây là 7. Ở đây là 7 thì người ta nhân đúng với cái 7 này cho thầy. Thì ở đây chúng ta nhân tử cho 7, mẫu nhân với 7 thì có phải là nhân thì lòng vào trong căn này luôn á nha. Như vậy 4 nhân 7 là bằng bao nhiêu? 4 nhân 7 này, cái thằng này là 7 bình phương này. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ đưa ra bên ngoài. Như vậy nó ra được ở đây là gì? Số 4 này chúng ta đưa về là 2 bình phương này, nó ra được 2 phần 7 bình phương này. Bình phương với căn. Ra. Ở đây ra 2 phần 7. Còn thằng này số 7 này ra được căn 2 của 7 ở đây này. Thì chúng ta làm tương tự ở đây. Chúng ta thấy đây số 5 không? Số 5 thì thằng này sẽ bằng là chúng ta sẽ nhân 5. Ở dưới này chúng ta sẽ nhân 5. Đúng chưa? Như vậy đây sẽ ra được là gì? Các em ạ. Ở đây là 3 nhân 5 là bằng 15. 15 ở đây là 5 bình phương. Đúng không? 5 bình phương thì chúng ta tách ra trở thành là căn 2 15, căn 2 của 5 bình phương ở đây. Như vậy căn 2 của 15 trên cho 5. Vậy đó, gọi là trục căn thức ở mẫu là như vậy. Nghĩa là chúng ta nhân cả tử và mẫu với mấy? Với 5 nha. Xong. Ở phòng tranh luận. Tranh luận thì anh ấy nói như đây nè. Anh Vuông nói như đây. Cái này sai này. Em có đồng ý? Sai. Không thể đồng ý được. Tại vì sao này? Chúng ta làm lại này. Âm 2 bình phương nhân 5. Thì thằng bình phương căn cho vào giá trị tuyệt đối này. Đấy, của căn 2 của 5 ở đây. Giá trị đối của âm 2 thì bằng 2 căn 2 của 5 này. Sửa lại này. Được chưa? Như vậy ở đây chúng ta kết luận là đây là không đồng ý nha. Không đồng ý. Vì này. Đó, vì ở đây. Được chưa? Giải thích đó, nó bằng là 2 căn 2 của 5 chứ không phải là âm 2 căn 2 của 5. Xong. Hiểu không? Rồi. Như vậy chúng ta đã được học đưa ra thì các em nhớ cái dấu giá trị đối của nó nha. Ta sẽ đi sang bây giờ là đưa vào thì nhớ là bình phương. Đi sang hoạt động này, tính và so sánh thằng này với thằng này, đúng không? Như vậy chúng ta thấy ở đây bằng là 5 này, căn 2 của 4 thì bằng mấy? Bằng 2. 52 thì bằng 10, đúng chưa? Đó, rồi thằng này bình phương, các em thấy không? Số 5 này đưa vào. Số 5 này đưa vào thì chúng ta nó giống như đây. Đấy, đấy, đấy. Số 5 đưa vào nghĩa là 5 bình phương này. Như vậy 5 bình phương ở đây.
chúng ta đưa ra trở thành là 5 căn 2 của mấy? Của 4. Thì nó cũng sẽ bằng 5 nhân 2 sẽ bằng 10. Như vậy hai này bằng nhau. Xong. Câu B. Ở đây âm 5 nhân 2 bằng mấy? Bằng âm 10. Ở đây có dấu âm này, kem thang. Khi đưa nó vào mà ở bên ngoài có dấu âm thì dấu âm này nó vẫn là dấu âm ở đây. Hiểu chưa? Nó phải có dấu âm ở đây này. Sau đó cái âm 5 này chúng ta sẽ bình phương lên ở đây. Ta nhớ là như vậy. Được chưa? Như vậy hai nó bằng nhau á. Cái hai cái là bằng âm 10 hết ở câu B. Rồi. Chúng ta sẽ đi xem phần công thức. Nếu A và B là hai số không âm thì ở đây em nhớ này, A đưa vào trong đây thì nó sẽ lại ra A bình phương. Còn nếu A B là số âm và B số không âm, nếu A này là âm thì nhớ phải thêm ở đây có dấu trừ. Công thức thì chúng ta bắt buộc phải học nha. Chú ý. Rồi. Chúng ta sẽ đi sang là trang 56, nhớ ghi thầy công thức này vô để học nha. Chúng ta sẽ đi sang là phần ví dụ 3. Đưa thử số vào trong dấu căn. Thì cái số 5 này người ta đưa vô thì người ta bình phương lên. Đây, người ta bình phương nè. Ở đây 25 nhân 2 là bằng căn 2 của 50. Ở đây em thấy có âm không? Ở đây âm, chúng ta đưa vô thì nó phải có dấu âm ở đây. Khi đó số 2 này đưa vô 2 bình phương. Ra đây, dễ lắm ha. Trả lời câu hỏi tình huống mở đầu. Rồi, ok, cái này là thầy đã giải cho em rồi. Chúng ta sẽ đi sang phần luyện tập 3. Quá dễ luôn, đưa thử số vào trong dấu căn. Chúng ta đưa vào thì nhớ bình phương. 3 bình phương nên nhân 5. Như vậy đây sẽ bằng là bao nhiêu? 9 nhân 5 thì bằng căn 2 của bao nhiêu? 45. Đúng chưa? Thằng này có dấu âm thì để dấu âm bên ngoài. Chúng ta lại đưa số 2 vào bình phương nhân lên cho 7. Âm đây. Căn 2 ở đây là 2 bình phương là bằng 4 nhân 7. Là bằng âm căn 2 của 28. Được chưa? Đó. Ok. Cái muốn rõ gì đây? Câu A này. Câu B này. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em ở phần 3 cũng như là phần 4 cho em. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.